Xin chào các bạn. Ngày nay với một chiếc điện thoại di động và phần mềm Photoshop thì các bạn có thể tự tạo ảnh thẻ tại nhà, ảnh 3x4 hoặc là 4x6. Thay vì các bạn đi tới tiệm ảnh để các bạn chụp và rửa thì cái chi phí nó sẽ cao hơn nhiều so với việc các bạn chỉ đem cái ảnh ra cái tiệm chụp hình các bạn rửa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo ảnh thẻ 3x4 cm và 4x6 cm. Thì mình đang sử dụng phiên bản Photoshop 2022. Thì trước tiên các bạn sẽ chọn là Open. Thì mình sẽ lấy ảnh này. Sau đó các bạn sẽ nhấn chữ W hoặc là bạn nhấn vào trong cái biểu tượng này nè. Object Selection Tool và bạn sẽ bôi cái vùng chọn. Thì lúc này nó sẽ chọn cái hình người thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là Select Invert, tức là chúng ta sẽ chọn ngược ra cái vùng ở bên ngoài. Sau đó các bạn sẽ chọn là Layer, New Fill Layer, Solid Color. Ở trong cái mục là Color thì các bạn sẽ chọn là Blue. Ok. Hoặc là bạn có thể gõ cái mã màu ở đây 1694FF. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ bấm chuột phải vào trong cái layer này. Các bạn sẽ chọn là Pattern Image để các bạn gộp các layer thành một background. Thì lúc này nó là background. Sau đó các bạn sẽ nhấn chữ C hoặc là bạn sẽ nhấn vào trong cái biểu tượng này, Crop Tool. Ở trên cái phần mà phía này các bạn sẽ chọn là Wide and High Resolution. Bạn sẽ gõ là 3 cm, 4 cm. Ở trong cái mục này bạn sẽ chọn là Pixel trên cm. Sau đó bạn sẽ chọn là Image Crop. Tiếp theo là các bạn sẽ vào trong Image. Các bạn chọn là Canvas Size. Thì ở đây là đối với cm đó là 3 cm, 4 cm. Các bạn chuyển về pixel thì lúc này 354 thì các bạn sẽ sửa lại là 390 chiều dài, còn chiều cao đang 472 thì các bạn sửa lại là 600. Sau đó chọn là ok. Tiếp theo các bạn sẽ vào trong edit. Các bạn sẽ chọn là Define Pattern để các bạn lưu cái mẫu này lại. Bạn sẽ gõ là ảnh thẻ 3 nhân 4. Ok. Bạn vào trong File, New hoặc là nhấn Ctrl cộng với N. Sau đó bạn sẽ chọn là Custom. Ở đây là bạn chọn là chiều dài là 10 và chiều cao là 15. Phía này là bạn chọn là cm. Như vậy ảnh 10, 15. Sau đó bạn chọn là Create để tạo. Bạn có thể nhấn Ctrl dấu cộng để cho nó lớn lên. Sau đó bạn sẽ vào trong Edit. Bạn sẽ chọn là Fill.
Ở trong Content các bạn sẽ chọn là Pattern. Sau đó bạn click vào trong cái biểu tượng này. Bạn sẽ chọn cái hình mẫu mà các bạn đã lưu trước đó. Sau đó là OK. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo xong cái hình 3x4. Sau đó bạn sẽ bấm File, Save để các bạn lưu lại. Thì mình sẽ lưu ở ngoài màn hình. Mình sẽ đặt là ảnh thể 3x4. Cái định dạng của nó là Photoshop. Để sau này các bạn mở ra các bạn sửa lại. Bạn save. Nếu bạn muốn rửa ảnh thì các bạn sẽ chọn là File, Save a copy. Và bạn sẽ lưu với định dạng là JPEG. JPEG. Save. Chất lượng là bạn sẽ cho là 12 maximum. OK. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo xong cái ảnh 3x4 cm. Tiếp theo là tạo ảnh 4x6 cm. Mình sẽ chọn là Open. Sau đó mình chọn ảnh này đi. Nhấn Ctrl dấu cộng để cho nó lớn ra. Nhấn phím W hoặc là nhấn vào trong cái biểu tượng Object Selection Tool. Thì mình sẽ kéo để tạo một cái vùng chọn. Thì lúc này nó sẽ tự động nó chọn cái hình ảnh người. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn là Select Inverse để nó bao quanh cái đường viền phía ngoài. Sau đó bạn sẽ chọn là Layer, New Fill Layer, Solid Color. Ở trong cái mục Color này thì bạn chọn là Blue. OK. Và sau đó bạn sẽ chọn cái nền cho nó phù hợp. Hoặc bạn gõ cái mã màu vào đây. 1694FF. OK. Sau đó bạn sẽ bấm chuột phải. Bạn chọn là Blend Image để cho nó gộp các layer thành một background. Sau đó bạn nhấn chữ cờ hoặc là chọn vào biểu tượng này, Grab Tool. Đối với ảnh 46 thì bạn sẽ gõ là 4 cm, 6 cm. Ở trong mục này là pixel trên cm. Sau đó bạn sẽ chọn là Image Crop. Bạn nhấn Ctrl dấu cộng cho nó lớn lên. Ctrl dấu trừ cho nó nhỏ lại. Sau đó bạn sẽ vào trong Image. Các bạn chọn là Canvas Size. Thì đối với cm nó là 4 cm và 6 cm. Lúc này chúng ta chuyển qua pixel 472 chiều dài thì các bạn sẽ gõ là 570. Chiều cao là 709 thì lúc này các bạn gõ là 870. OK. Sau đó các bạn sẽ vào trong Edit. Define Pattern. Lúc này mình sẽ đặt tên ảnh thể 4x6.
Bây giờ mình bấm vào trong cái biểu tượng này, biểu tượng mu hoặc là nhấn chữ V. Sau đó mình sẽ bấm vào menu File, New hoặc là nhấn Ctrl với N. Lúc này mình sẽ chọn là Custom 10 nhân với 15 cm. Ok. Mình có thể nhấn Ctrl dấu cộng cho nó lớn lên. Và sau đó mình sẽ vào trong Edit, Fill. Ở trong Content mình chọn là Pattern và mình bấm vào trong cái tam giác này nè. Mình sẽ chọn cái mẫu mà mình mới mới đặt tên. Ok. Thì nó ra ảnh 46. Bây giờ mình sẽ lưu ảnh này lại bằng cách là File, Save. Mình lưu ở ngoài màn hình. Mình sẽ đặt là ảnh thể 4 nhân với 6. Thì định dạng của nó là Photoshop. Còn mình muốn đem cái ảnh này ra tiệm ảnh để rửa thì mình sẽ chọn là File, Save a Copy. Cái đuôi của nó là mình sẽ chọn là JPEG. Ok. Độ phân giải chất lượng là 12 maximum. Bây giờ mình sẽ xem ở ngoài màn hình. Đây là ảnh 46. Đây là ảnh 34. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách xử lý ảnh 3x4 và 4x6 tại nhà với chi phí rẻ. Nếu bạn có những cái vướng mắc gì, các bạn hãy để lại trong phần bình luận video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.